Kể từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do khu vực Bắc Mỹ NAFTA đi vào thực thi vào năm 1994, thương mại giữa Mỹ và Mexico đã tăng lên 6 lần. Thêm vào đó thì hàng triệu việc làm đã được tạo ra cho cả hai bên. Tuy nhiên, kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền với những chính sách bảo hộ thương mại mới cho Mỹ, áp dụng các chính sách thương mại mới với Mexico, điều này đã ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế của Mexico và mối quan hệ giao thương giữa hai nước. Vậy thì với những chính sách về thuế mới và kế hoạch đàm phán lại Hiệp định NAFTA của ông Trump sẽ đẩy kinh tế của Mỹ và Mexico đi tới bờ vực nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hiệp định Thương mại Tự do khu vực Bắc Mỹ NAFTA ra đời nhằm củng cố và thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa ba quốc gia, Mỹ, Mexico và Canada. Đây là hiệp định thương mại giúp Mỹ thuận tiện hơn trong việc trao đổi thương mại với hai quốc gia nằm ở biên giới phía Bắc và phía Nam Mỹ là Canada và Mexico. Bên cạnh đó, hiệp định thương mại này cũng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển thương mại và kinh tế của Mexico. Từ sau khi lên nhậm chức tổng thống, ông Donald Trump đã đưa ra những chính sách nhằm bảo hộ nền kinh tế Mỹ, mang việc làm trở lại nước Mỹ. Mới đây nhất, ông Trump cũng đã bắt đầu thực thi chính sách trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Trong đó, Mexico có tới 16 triệu người nhập cư vào Mỹ trong vòng 50 năm. Hiện tại, số lượng lớn người Mexico nhập cư đang sinh sống tại Mỹ đã bị trục xuất trở lại Mexico. Đây là bước đầu tiên trong chính sách bảo hộ kinh tế, bảo vệ việc làm cho người Mỹ được ông Trump thực hiện ngay từ những ngày đầu nhậm chức. Thêm vào đó, ông Trump cũng đề xuất dự thảo tăng thuế đối với những mặt hàng nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ lên 20%. Tuy nhiên, không có bất kỳ điều chỉnh nào đối với những mặt hàng xuất khẩu từ Mỹ sang Mexico và các nước khác. Đồng thời, ông Trump cũng hứa sẽ thảo luận lại Hiệp định Thương mại Tự do khu vực Bắc Mỹ NAFTA. Cụ thể là sẽ sửa đổi những điều khoản làm sao có lợi cho thương mại Mỹ. Điều này đã gây ra làn sóng phản đối từ phía Mexico. Như vậy, việc áp dụng chính sách thuế mậu biên mới và tiến trình đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do khu vực Bắc Mỹ NAFTA sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những lĩnh vực kinh doanh, thương mại nào của cả Mexico và Mỹ. Lĩnh vực đầu tiên sẽ bị ảnh hưởng nặng nề từ chính sách thuế mới của Mỹ là lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu dầu thô, ga tự nhiên, các sản phẩm hóa dầu như xăng dầu. Trong hàng thập kỷ, việc kinh doanh năng lượng giữa hai quốc gia đã được đẩy mạnh và phát triển nhanh chóng. Mexico là nước xuất dầu thô cho những công ty lọc dầu của Mỹ. Ngược lại, Mỹ là nước xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu cho phía Mexico. Đây là mối quan hệ thương mại win-win, hai bên cùng có lợi. Chính quyền ông Donald Trump cho biết, chính sách thuế mới này của Tổng thống Donald Trump dự kiến bắt đầu đi vào thực thi từ tháng 3 hoặc tháng 4. Chúng tôi không nghĩ chính sách thuế này là một ý kiến hay. Nó cũng ảnh hưởng tới thị trường Mỹ. Nó sẽ khiến cho giá cả tại Mỹ đắt đỏ hơn, nhưng đồng thời cũng đẩy tới tình trạng mất cân bằng. Chính sách thuế này sẽ ảnh hưởng tới chuỗi giá trị trong giao dịch thương mại. Đây không phải là giải pháp tối ưu mà chúng tôi muốn. Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, năm ngoái, lĩnh vực xuất khẩu năng lượng của Mỹ sang Mexico đạt 20,2 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, lượng dầu thô Mexico xuất sang Mỹ chỉ đạt 8,7 tỷ đô la Mỹ. Ông Flores cũng cho biết, Mexico ủng hộ việc tiếp tục tự do thương mại, tự do vận chuyển hàng hóa đều đem lại lợi ích cho cả hai bên và sẽ đảm bảo an ninh năng lượng cho cả Mỹ và Mexico. Bên cạnh đó, nếu như chính phủ Mỹ thông qua giấy phép hỗ trợ mới đối với đề nghị xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL của công ty năng lượng Canada, TransCanada, dự án mới này sẽ mang lại những nguồn cung ứng dầu thô mới cho những nhà lọc dầu của Mỹ. Và đây sẽ là một áp lực mới cho những nhà cung ứng dầu thô của Mexico khi mất đi một thị trường lớn như Mỹ. Hiện tại, Mexico đang đẩy mạnh quá trình sản xuất dầu thô và kế hoạch đề ra là đạt sản lượng từ 1,9 tới 2 triệu thùng một ngày vào năm 2018 và đạt 1,94 triệu thùng một ngày trong năm nay. Giao thương trong lĩnh vực hàng hóa, nông phẩm của các doanh nghiệp Mỹ và Mexico cũng bị ảnh hưởng nặng nề và tình trạng bất ổn sẽ xảy ra khi dự thảo thuế mậu biên và việc đàm phán lại Hiệp định NAFTA mà ông Donald Trump được thực thi. Theo đó, trung bình 16 giờ một ngày, những xe tải vận chuyển các nông phẩm chính gồm cà chua, dưa chuột, tiêu và xoài được trồng tại khu vực Nogales, Arizona tới biên giới hải quan Mỹ, là nơi đảm bảo lượng nông sản tươi cho toàn bộ nước Mỹ quanh năm. Trung bình mỗi năm có 330.000 chuyến xe tải và 75.000 lượt tàu chở hàng chuyên chở khối lượng hàng hóa trị giá 17 tỷ đô la Mỹ thông qua khu vực Nogales. Theo các chuyên gia kinh tế, nếu chính quyền ông Donald Trump đưa chính sách thuế mới này đi vào thực thi, thì sẽ khiến bất công thương mại xảy ra và tạo ra nhiều rủi ro cho công việc kinh doanh và người dân tại những khu vực dọc biên giới. Ngoài hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp, ô tô, điện cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách về thuế sắp tới của Tổng thống Donald Trump. Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Hoa Kỳ, năm 2016, Mỹ nhập hàng hóa từ Mexico trị giá 294 tỷ đô la Mỹ và xuất khẩu ngược sang Mexico số lượng hàng hóa trị giá 231 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Mexico đang tạo ra 5 triệu việc làm cho cả hai nước. Tuy nhiên, nhiều nhóm xuất khẩu chính của Mỹ gồm Boeing Co,
General Electric và Pfizer lại tỏ ra rất ủng hộ chính sách thuế nhập khẩu mới này của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, các tập đoàn có chuỗi cửa hàng bán lẻ như Target Corp và Best Buy Co. lại phản đối chính sách tăng thuế nhập khẩu mới này. Bởi khi đánh thuế nhập khẩu cao với mức 20-35% mà chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ khiến cho những nhóm hàng hóa nhập khẩu chính trong giao thương giữa Mỹ và Mexico trở nên rất đắt đỏ. Do đó, sức mua của người Mỹ cũng sẽ giảm sút rất nhiều. Vậy nên, mối quan hệ thương mại giữa Mỹ-Mexico có thể nói đang đứng trước tình thế gặp nhiều rủi ro. Một khi chính sách tăng thuế mậu biên và thuế nhập khẩu hàng hóa của Tổng thống Donald Trump được đưa vào thực thi, đồng thời, nó cũng kéo nền kinh tế của Mexico lùi lại khi ông Donald Trump tiến hành đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do khu vực Bắc Mỹ với những điều khoản có lợi hơn cho Mỹ. Hiện tại, với nhiều công ty của Mỹ đã rút khỏi Mexico, bỏ lại tất cả các dự án, công trình xây dựng nhà máy, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất ô tô của nhiều tập đoàn Mỹ tại Mexico, đã làm cho nền kinh tế Mexico suy yếu đi rất nhiều. Thêm vào đó là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Song phía Mỹ cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng lớn trong ván bài tăng thuế và siết chặt biên giới với Mexico sắp tới của ông Donald Trump, cũng như quá trình tự do thương mại theo hiệp định NAFTA bị ngừng trệ. Đây sẽ là một tổn thất lớn cho thương mại và kinh tế Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thương quan trọng với Mexico.